Cơ đã được nâng này rồi em. Trẻ quá, nhìn trông khác hẳn này. Chị cười chị không còn nhìn thấy nếp nhăn nữa. Nếp nhăn cũng hết này. Vết chân chim cũng hết rồi. Thích quá em ơi. Còn bên này thì nhìn vẫn còn này. Vẫn còn cái vết chảy xệ. Vẫn còn cái vết nhăn này nó sâu này. So sánh nhìn chị nhìn thấy đẹp quá. Bên một bên này rất là đẹp này. Bên này mà được làm đẹp như thế nữa là chị trẻ lắm luôn á. Trong cái quá trình làm chị không thấy đau gì hết trơn á. Thì nó hơi nhợt nhợt chút thôi, không thấy có gì là đau hết. Bác sĩ làm rất là nhẹ nhàng và rất là dễ chịu, chị cảm thấy rất là thoải mái. Mà từ trước giờ chị cũng luôn lựa chọn BB để chăm sóc, ví dụ như chăm sóc da và chăm sóc một số những cái vấn đề về cái nhan sắc của mình. Chị rất là tin tưởng BB, thực sự là hôm nay được làm như thế này chị rất là hài lòng, thật tuyệt vời, cảm ơn BB rất là nhiều. BB tự hào có tiến sĩ bác sĩ tai Nach Lily là giám đốc y khoa của BB, đồng thời là giám đốc nghiên cứu và phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ thẩm mỹ hàng đầu, là chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa tầm cỡ thế giới và thuyết trình đến các bác sĩ của các nước những xu hướng làm đẹp tiên tiến mới nhất với tất cả kinh nghiệm, kiến thức để mang đến BB những phương pháp làm đẹp tối ưu, cập nhật xu hướng của ngành y khoa phát triển không ngừng đến khách hàng của BB. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực. Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, các chính khách, các doanh nhân luôn đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai.